Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung phần tin. Thực hiện quyết định số 1880 ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban dân huyện ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban dân huyện, Chủ tịch Ủy ban dân huyện giao. Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban dân huyện, tính đến tháng 12 năm 2023, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã cập nhật 875 nội dung công việc Ủy ban dân huyện giao cho các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Các đơn vị thực hiện cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ giao trên phần mềm chỉ đạo điều hành tốt, không trễ hạn quá hạn. 7 trên 24 đơn vị được giao nhiệm vụ trong kỳ báo cáo. Trong thời gian tới, kiến nghị đề xuất, đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị quan tâm, nghiêm túc chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trên phần mềm, theo dõi nhiệm vụ do Ủy ban dân huyện, Chủ tịch Ủy ban dân huyện giao, kiên quyết chỉ kết thúc nhiệm vụ khi đã đính kèm file văn bản đã ban hành đảm bảo theo quy định. Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hàng năm huyện Tuần Giáo đã thực hiện nhiều giải pháp huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Năm 2024, huyện Tuần Giáo dự kiến được giao tuyển chọn 155 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Điểm mới trong yêu cầu tuyển quân năm nay là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. Riêng công dân tham gia công an nhân dân có trình độ văn hóa từ lớp 12 trở lên. Ưu tiên tuyển chọn gọi những công dân đã tốt nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng đại học để đảm bảo công bằng xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng, yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Để đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân giao trong năm 2024, huyện Tuần Giáo đã triển khai quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện đã hoàn thành công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng luôn được huyện chú trọng, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp nhân dân và thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại úy Vừa A Thanh, trợ lý quân lực, Ban chỉ huy quân sự huyện Tuần Giáo cho biết. Thực hiện theo công tác tuyển quân, tôi đã tham mưu cho Ban chỉ huy quân sự huyện về khám tuyển. Qua công tác khám tuyển đã chọn được công dân đủ sức khỏe, đủ tiêu chuẩn, bàn giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh theo kế hoạch. Cùng với đó, hiện nay công tác nắm bắt tư tưởng của các gia đình và công dân có hồ sơ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được thực hiện tốt, chủ động phối hợp với các đơn vị tuyển quân thực hiện thâm nhập với phương châm ba gặp bốn biết tại địa phương, gia đình. Ngoài ra, huyện Tuần Giáo cũng chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương quan tâm thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách hậu phương quân đội. Cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn, lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành đoàn thể ở địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn phải thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng luật, đặc biệt là các trường hợp được miễn, tạm hoãn, tránh tình trạng khiếu nại. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh, chống lệnh khám, lệnh gọi trong thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Tuần Giáo đang nỗ lực cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024. Thời gian qua, xã Triềng Đông đã tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện đề án chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành quyết định số 58 về việc thành lập ban chỉ đạo về chuyển đổi số xã Triềng Đông với 16 thành viên. Trong đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trực tiếp là trưởng ban chỉ đạo, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách lĩnh vực văn hóa. Phó trưởng ban chỉ đạo là công chức văn phòng Hội đồng nhân dân xã, công chức văn hóa, các ủy viên là trưởng công an xã, các công chức kế toán, tư pháp, địa chính, trưởng các đoàn thể, hiệu trưởng ba trường học, trưởng trạm y tế xã đóng trên địa bàn, nhân viên bưu điện văn hóa xã. Chỉ đạo các bản triển khai thành lập được 10 tổ công nghệ số cộng đồng bản và một tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.
xác định các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm là cơ sở đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, vận hành hệ thống quản lý nhà nước và xã hội, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã hội và sự hài lòng của người dân. Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ toàn diện trên địa bàn xã theo chủ trương, lộ trình hướng dẫn của huyện và điều kiện thực tế tại xã. Xã Trường Đông đẩy mạnh phát triển xã hội số, phổ cập dịch vụ Internet băng thông rộng đến hộ gia đình và phủ sóng di động 4G, 5G. Khuyến khích doanh nghiệp triển khai nền tảng thanh toán điện tử, ví điện tử. Xây dựng hình ảnh văn hóa con người Trường Đông thân thiện, văn minh và có trách nhiệm trên không gian mạng. Phối hợp triển khai các chương trình, mỗi người dân trưởng thành có một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có một đường Internet cáp quang băng rộng, mỗi người dân có một danh tính số, mỗi người dân trưởng thành có một tài khoản thanh toán số, mỗi người dân trưởng thành có một tài khoản dịch vụ công trực tuyến, mỗi người dân có một chữ ký số cá nhân, mỗi người dân có một phần mềm bảo vệ an toàn thông tin mạng cơ bản, có kỹ năng số cơ bản. Tiếp tục thiết lập, triển khai hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng hướng tới hiệu quả. Trong đó, tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục hướng dẫn người dân các kỹ năng số cơ bản, tiêu biểu như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Ngoài ra, tổ chức hướng dẫn thêm kỹ năng số cơ bản khác như sử dụng nền tảng số đặc thù của địa phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục. Phổ cập kỹ năng số, khuyến khích hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng học trực tuyến, mở đại trà. Phát triển kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại. Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm. Hiện nay, 100% các thành viên Ủy ban nhân dân xã đều sử dụng chữ ký số. Ủy ban nhân dân xã đã triển khai kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành vào trục liên thông văn bản của tỉnh, huyện, trừ văn bản mật. Tổng số văn bản đi đạt 95%, số lượng văn bản đi dưới dạng điện tử đạt 90%, số lượng văn bản gửi dưới dạng điện tử song song với bản giấy 10%, văn bản gửi qua mạng đạt 90%, văn bản gửi được ký số bằng chữ ký số chuyên dùng 100%, ứng dụng chứng thư số chuyên dùng, tổng số chứng thư số chuyên dùng Ban cơ yếu chính phủ đã cấp cho Ủy ban dân xã là 20 chữ ký số. Thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổng số dịch vụ công trực tuyến của xã Trường Đông phát sinh hồ sơ trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh có phát sinh hồ sơ ở tất cả các hình thức trực tuyến và các hình thức khác, đánh giá là 715. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến 715 trên 715 bằng 100%. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh 710. Tỷ lệ số hóa hồ sơ 499 trên 710 bằng 70,28%. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có yêu cầu nộp phí, lệ phí. Chỉ tính những thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trong năm đánh giá 350. Tổng số thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến thành công qua hệ thống 154. Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến 154 trên 350 bằng 44%. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền yêu cầu nộp phí và lệ phí có phát sinh hồ sơ trong năm 418. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thanh toán trực tuyến 154 trên 418 bằng 36,84%. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực tạo sự phát triển đột phá. Xã Trường Đông đã và đang dành nguồn lực đề ra các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Trong đó, huyện xác định trọng tâm là xây dựng chính quyền số, góp phần phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.